chào các bạn. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tư thế đứng trên vai. Đầu tiên chúng ta nằm ra sàn. Hai chân chúng ta khép sát lại. Hai tay chúng ta buông xuôi theo thân, lòng bàn tay úp. Rồi hít vào hơi sâu, chúng ta nâng chân nâng hông lên. Hai tay giữ sau lưng, giữ thẳng lưng. Các bạn lưu ý là bạn nào mà chúng ta không thể thẳng chân được thì chúng ta có thể hướng chân ra phía sau đầu như này được. Sao dồn trọng lượng cơ thể mình lên hai vai, không dồn lên hai cánh tay. Hai tay chúng ta chạm nhau ở giữa lưng, các đầu ngón tay chạm nhau giữa sống lưng như này. Đỡ thẳng lưng lên, các bạn không để tay sau hông như này. Ở bạn nào mà bụng, cơ bụng và cơ lưng chúng ta còn yếu thì chúng ta tập nâng hai chân lên như này. Nâng lên, nâng xuống, nâng lên, hạ xuống. Các bạn xem lại các bài tập nâng hai chân để cho cơ bụng và cơ lưng đã khỏe. Và chúng ta sẽ làm được cái động tác này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm lại một lần nữa. Rồi hít vào một hơi sâu, và nâng chân, nâng hông lên, hai tay giữ sau lưng, giữ thẳng lưng lên. Ra ép cằm lại ngực, tập trung vào điểm giữa cuống họng, giữ vững tư thế, hít thở sâu thư giãn. Hai chân chúng ta thả lỏng. Các bạn có thể giữ ở đây từ 20 đến 30 giây. Rồi để trở lại tư thế, chúng ta hạ chân qua đỉnh đầu, góc 45 độ. Rồi áp tay ánh sàn, dùng chân làm thắng, từ từ hạ dần hông xuống. Rồi trở về tư thế thư giãn.